Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh bị kiểm điểm. Ngày 19 tháng 2, AFA tiếng Việt cho hay, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh dùng xe công bật đèn, hũ còi ưu tiên để đón con ở Vinh nhận kiểm điểm. Theo đó, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, bị tổ chức này kiểm điểm do dùng xe công biển xanh bật đèn, hũ còi ưu tiên để đón con tại sân bay Vinh ngày 2 tháng 2 vừa qua. AFI dẫn truyền thông nhà nước ngày 19 tháng 2 với nguồn tin từ một lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh không nêu danh tính cho biết trong cuộc họp của hội phụ nữ Hà Tĩnh để kiểm điểm bà Nguyễn Thị Lệ Hà, bà này thừa nhận sai trái và hứa sẽ chấn chỉnh hội phụ nữ đã gửi báo cáo cho tỉnh ủy Hà Tĩnh và đây là hình bài trên AFI. Hành động này bị đánh giá là quá chậm trễ, quá kiên cưỡng và quá hoa loa chỉ là một cách thức để đối phó với dư luận mà thôi chứ không phải thực sự thi hành kỷ luật một cách nghiêm túc bởi sự việc xảy ra đã hơn 2 tuần. AFA nhắc lại sự kiện ngày 7 tháng 2, một video clip lan truyền trên mạng xã hội với hình ảnh xe biển xanh mang biển kiểm soát 38A066.88 vào sân bay Vinh đón khách. Xe này đã bật đèn và còi ưu tiên để các xe khác phải nhường đường. AFA cho biết vụ việc gây phản ứng mạnh trong công luận khiến tối ngày 7 tháng 2, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phải lên tiếng với báo giới rằng ông đã biết sự việc và yêu cầu hội phụ nữ báo cáo vụ việc. Ông hứa thường vụ tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc vụ việc sau khi có báo cáo. Nay hội phụ nữ Hà Tĩnh đã có báo cáo không rõ ông Hoàng Trung Dũng và tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ xử lý bà Hà như thế nào. Và đây là hình chiếc xe của hội phụ nữ Hà Tĩnh tại sảnh của sân bay Vinh ngày 2 tháng 2. AFA cũng nhắc lại vụ phóng viên tạp chí công nghiệp môi trường ông V, 37 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, người xác minh vụ việc vào ngày 9 tháng 2 cho biết đã bị thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 4 triệu đồng. Ông V kể rằng vào ngày 2 tháng 2, khi ông đến sân bay Vinh thì thấy chiếc xe mang biển kiểm soát 38A 066.88 lắp còi hụ, bật đèn ưu tiên, dừng ở sảnh chờ sân bay Vinh đón người thân. Qua tìm hiểu, ông biết chiếc xe trên của Hội phụ nữ Hà Tĩnh nên đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Lệ Hà, chủ tịch hội này để xác minh thông tin. Qua điện thoại, bà Hà xác nhận có sự việc này và hẹn ông tới cơ quan nói chuyện. Sau khi ông tới Hội phụ nữ Hà Tĩnh, bà Hà cáo bận đi họp nên ông không gặp được ai. Tuy nhiên, lúc chuẩn bị rời đi thì bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh mời làm việc, lập biên bản xử phạt ông 4 triệu đồng lý do ông đã tự ý liên hệ hoạt động báo chí và vi phạm hành chính. Hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác. Và đây là hình bà Nguyễn Thị Lệ Hà. Đây có lẽ là chuyện hài nhất của làng báo Việt Nam. Phóng viên không được phép tự ý liên hệ hoạt động báo chí khi phát hiện vụ việc. Không rõ sở 4 t hiểu như thế nào về nghiệp vụ báo chí. Hành động này của bà Hà và sở 4 t Hà Tĩnh cũng cho thấy có sự thông đồng và gài bẫy phóng viên nhằm bao che sai phạm. Không rõ tỉnh Ủy Hà Tĩnh có tham gia chỉ đạo việc này hay không, nhưng việc họ im lặng trước vụ này chứng tỏ có sự bao che của họ cho cấp dưới. AFA cho biết thêm vào ngày 9 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho truyền thông hay đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông S là tài xế chở bà Hà đón con gái ở sân bay Vinh với số tiền là 2,5 triệu đồng. Công an đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với ông Earth và tịch thu bộ còi đèn ưu tiên về hành vi xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Hà Tĩnh bị kiểm điểm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tình Sự chơi tráo của Vietjet. Ngày 18 tháng 2, BBC Tiếng Việt loan tin Tòa án Anh yêu cầu Vietjet không can thiệp việc thu hồi máy bay mà hãng thuê nhưng nợ tiền. Theo đó, một tòa án ở Anh đã ra lệnh cho hãng hàng không Vietjet Air của Việt Nam không can thiệp vào việc thu hồi và đưa ra khỏi Việt Nam các máy bay phản lực mà hãng này thuê nhưng nợ tiền không trả. BBC cho biết, đây là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh chấp khiến thị trường hàng không Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý. Công ty FWA Aviation đã thu hồi 4 máy bay Airbus A321 mà hãng Việt Xếp thuê. Hành động này diễn ra sau khi FWA cáo buộc hãng hàng không này nợ tiền thuê từ năm 2021, tức là vi phạm hợp đồng thuê máy bay. Và đây là hình bản tin trên BBC. Tuy nhiên, theo BBC, trong phiên điều trần trực tuyến ngày thứ Sáu 16 tháng 2, bên cho thuê FWA đã cáo buộc việc Jet âm thầm cố gắng cản trở quá trình này bằng cách can thiệp vào việc đưa một trong những máy bay chở khách này ra khỏi Việt Nam. BBC cho hay cuộc tranh chấp đang diễn ra tại các tòa án ở London, Singapore và Hà Nội, được coi là bài kiểm tra cho quyền lợi của bên cho thuê máy bay tại Việt Nam. Quốc gia đã đặt hãng hàng trăm máy bay Airbus và Boeing đồng thời cũng ảnh hưởng đến quy định quốc tế nói chung về cho thuê tài sản. Trong khi đó, BBC dẫn lời luật sư của Vietjet Alexander Milner phủ nhận hành động ngăn chặn việc đưa chiếc máy bay ra khỏi Việt Nam của hãng này. Đồng thời, vị luật sư này đưa ra ảnh chụp những bức thư giữa bên cho thuê và cơ quan hải quan Việt Nam để chứng minh Vietjet không chịu trách nhiệm tại Tòa án Vương quốc Anh đối với vấn đề giữa FWA và cơ quan hải quan của Việt Nam. FWA khẳng định, Vietjet đã bí mật liên lạc với chính quyền Việt Nam và đã lấy được những bức ảnh này. Và đây là hình máy bay Vietjet. Vẫn theo BBC, công ước Cup Town năm 2001 nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên trong hoạt động cho thuê máy bay và củng cố ngành này. Các hãng hàng không ở các quốc gia thành viên bị coi là vi phạm quy định có thể phải đối mặt với việc phải trả lãi suất cao hơn khi cho thuê máy bay trong tương lai. BBC cho biết thêm, Việt Nam là chiến trường mới nhất về quyền của bên cho thuê sau tranh chấp ở Ấn Độ và Nga. Nhóm công tác hàng không, một tổ chức có trụ sở tại Anh, chuyên giám sát lực tài chính thay mặt cho các nhà sản xuất máy bay và bên cho thuê, năm ngoái đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi về việc tuân thủ hiệp ước Cap Town và tái khẳng định động thái này vào tháng 10. Trước đó, vào tháng 12 năm 2022, BBC Tiếng Việt loan tình, Vietjet vướng vào vụ kiện 155 bảng Anh thuê phi cơ. Theo đó, Vietjet bị kiện tại Tòa Thượng phẩm Anh trong vụ kiện thương mại liên quan tới khoản nợ 155 triệu bản Anh, cộng với tiền lãi phải trả ở mức ít nhất là 31.000 bản Anh cho một ngày. Và đây là hình Lê Thị Phương Thảo, bà chủ nhiều tài tiếng của Vietjet. Đơn khởi kiện được nộp vào ngày 26 tháng 8 năm 2022 do hãng FWA đệ trình và Vietjet đã nộp giải trình vào ngày 7 tháng 12 năm 2022. BBC cho hay, trong đơn giải trình, Vietjet cho rằng việc chạm thanh toán tiền thuê là bình thường do ảnh hưởng của đại dịch và của việc áp dụng phong tỏa các quốc gia, dẫn đến việc hãng phải tạm ngưng hoạt động. Vietjet bác bỏ việc họ vi phạm thỏa thuận thuê và bác bỏ việc họ nợ bất kỳ khoản nào nêu trong đơn kiện. Có thể thấy, lý lẽ của Vietjet khá hùng hồn, theo cách vừa ăn cướp vừa la làng bởi việc đi thuê tài sản nhưng không chịu trả tiền thuê và cũng không chịu trả lại tài sản đi thuê thì rõ ràng là hành động của một kẻ ăn cướp đồng thời việc chính quyền việt nam bao che cho hành động ăn cướp của vietjet đã bồi xấu bộ mặt của chính quyền trước cộng đồng quốc tế có lẽ những người cộng sản những doanh nhân xuất thân từ cộng sản không hiểu được nhục quốc thể là gì vì sự trơ tráo của họ đã chứng minh điều đó Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự trơ tráo của Vietjet. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.